cây cảnh phục quả xin trân trọng giới thiệu với các bạn hành trình đến với một cây đa nhiều quả và có nhiều nét độc dị. Đây là những hình ảnh các bạn đang xem về biển, núi, trời, mây, non nước và cũng là những bước đầu của cuộc hành trình đó để đến được Quan Lạn, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Vâng, thưa các bạn, đây chính là nội dung chính mà cây cảnh phủ quảng muốn được giới thiệu với các bạn. Một cây đa rất sai quả và khá đẹp, độc dị. Vậy thì cây đa này có những điều gì mà cuốn hút cây cảnh phủ quảng đến vậy? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi toàn bộ tổng thể của cây cũng như những trái cây đã cho trái vào mùa. Tự nhiên là bậc thầy của nghệ thuật sắp đặt. Chính vì vậy, cây cảnh phủ quảng xin được gửi tới các bạn những hình ảnh chân thật nhất và không có lời bình. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đến với kênh Cây Cảnh Phủ Quảng. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn các bạn.